Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với địa điểm lưu niệm tàu C-235 tại xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa và bia chủ quyền quần đảo Trường Sa trên đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết. Tàu C-235 là con tàu từng vận chuyển lương thực, vũ khí, chi viện cho chiến trường miền Nam trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Và nhân sự kiện này, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về con tàu C-235 và hai tấm bia chủ quyền tại đảo Trường Sa để có cái nhìn cụ thể hơn về ý nghĩa thiêng liêng và giá trị lịch sử vô giá của những chứng tích này. Bia chủ quyền tại đảo Song Tử Tây và đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa. Sau nhiều năm đối mặt với sóng gió biển khơi, trên hai tấm bia này vẫn còn nguyên những dòng chữ về vị trí của cột mốc chủ quyền. Đây là những cột mốc do Phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến quần đảo này vào ngày 22 tháng 8 năm 1956, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam. Quần đảo Trường Sa ngày đó trực thuộc tỉnh Phước Tuy, tức Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay. Đây là quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam, lịch sử được chứng minh qua các triều đại. Và trong đó có các bản đồ đã ghi nhận, nhưng cột mốc hôm nay chúng ta công nhận đó là nơi chúng ta khẳng định với nhân dân toàn thế giới và các nước trong khu vực đó là lãnh thổ chủ quyền của Việt Nam. Cùng với các chứng tích về chủ quyền của Việt Nam trên đảo Trường Sa, ngày hôm qua, địa điểm lưu niệm tàu C-235 cũng được công nhận là di tích quốc gia. Chính trên mảnh đất này, vào ngày 1 tháng 3 năm 1968, sau khi bị địch phát hiện, tàu HQ-235 của Hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa và vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, đã kiên cường chiến đấu với 7 tàu chiến và 2 liên đoàn biệt động Mỹ Ngụy. Để đảm bảo bí mật, khi hủy tàu, 14 chiến sĩ của tàu không số do thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh chỉ huy đã anh dũng hy sinh. Bảo vệ cái tàu không số này nhằm mục đích để là hàng tháng như vậy là Tết lễ là phải lên có trách nhiệm lên để nhân nhân khối cho các liệt sĩ, 14 liệt sĩ trên con tàu không số này. Hai di tích, hai địa điểm khác nhau nhưng cả hai đều là những chứng tích về lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của những người con đất Việt. Những dòng chữ trên cột mốc chủ quyền vẫn giúp cho quân và dân hiện đang sinh sống nơi đây hiểu rõ hơn về nỗ lực của các thế hệ người Việt Nam trong việc gìn giữ chủ quyền quốc gia nơi biển đảo. Chủ yếu về cái tôn tạo giữ gìn đây là chúng ta phải làm sao là phải tu bổ giữ những yếu tố gốc của cái giá trị cột mốc và những cái cảnh quan xung quanh của cột mốc đó để làm tăng lên cái giá trị văn hóa của cột mốc. Truyền thống anh hùng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam với những hy sinh của cha anh đã tô điểm cho cuộc sống hôm nay. Những chứng tích được ghi nhận hôm nay cũng góp phần củng cố thêm cho đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần hun đúc và giáo dục lòng yêu nước, xây dựng quê hương cho hôm nay và mai sau.